Toyota đã mở rộng sản phẩm Highlander 2022 bằng cách giới thiệu thêm bản Bronze Edition. Hãng xe Nhật Bản cho biết Highlander Bronze Edition sẽ được bán vào cuối năm nay với hai phiên bản là Hybrid XLE và Hybrid Limited. Điểm nhấn của Highlander Bronze Edition là các chi tiết ngoại thất và nội thất màu vàng đồng. Điểm nhấn bên ngoài là bộ mâm 20 inch 5 chấu. Là phiên bản hybrid, không có gì ngạc nhiên khi Highlander Bronze Edition có logo Toyota viền màu xanh dương. Tất cả đèn trên xe đều sử dụng công nghệ LED. So với những đời trước, Highlander từ đời 2021 đã có nhiều thay đổi về thiết kế, tạo cảm giác hiện đại và đúng chất SUV hơn. Phần đuôi của Highlander Bronze Edition không có gì khác biệt với các phiên bản khác. Bước vào bên trong, Toyota tạo điểm nhấn cho phiên bản này với các đường chỉ khâu và da trang trí trên ghế ngồi màu vàng đồng. Các trang bị trong xe không có bất kỳ nâng cấp nào khác, vẫn là cấu hình ghế 223 với ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Highlander Bronze Edition được trang bị động cơ xăng 2.5 lít kết hợp cùng hai motor điện, tổng công suất được tạo ra là 240 mã lực. Khách hàng có thể lựa chọn tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc hai cầu. Về giá bán, Toyota đề xuất mức giá khởi điểm của Highlander Bronze Edition là 43.135 USD Hybrid XLE và 47.440 USD Hybrid Limited. Xe sẽ được giao đến tay khách hàng tại Mỹ từ cuối năm nay.